Chỉ vì câu đố nếu một lon bia bán giá 200 đồng, vậy thì 1 tỷ lon bia bán được bao nhiêu? Ba người đàn ông bỏ lại sự nghiệp ăn nhậu của mình đến khu mỏ tìm đá Oban, với mong ước kiếm đủ tiền xây cho mình một nhà máy bia và một vựa ve chai. Mới sáng sớm, hai anh em Aaron và Greg lái xe từ khu khai thác đến trại đón côn. Làm việc trong nhiều tuần, họ đã dọn sạch hết chất thải của mùa trước khỏi mỏ. Họ thấy rằng thời gian thu hoạch đá quý đã đến rồi. Cả hai quyết định cùng nhau đào mỏ với người anh em tốt bụng côn. Về phần tại sao bên kia bây giờ mới đến thì nguyên nhân do côn bị ung thư. Mặc dù điều trị đã được cải thiện nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Hai anh em Aaron rất thông cảm cho côn, liền cho phép anh ấy có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh ấy còn tìm được một cô bạn gái dễ thương. Sau khi biết chuyện, hai anh em cũng mừng cho anh ấy. Nhưng đầu tư hàng ngày lên đến hàng nghìn đô không phải chuyện đùa. Đợi đối phương nghỉ hơi xong, ba người sẵn sàng trở lại khu vực khai thác để đào kho báu. Những viên đá quý họ đào được mùa trước gồm có Oban trắng thường, Oban đen quý hiếm và Oban ngũ sắc giá trung bình 20.000 đô la Mỹ mỗi gam. Trở lại hiện tại, khi hai người Aaron đến trại ngay lập tức thấy điều bất thường. Đây là thời điểm giữa trưa mà côn, anh ấy vẫn chưa dậy. Chẳng lẽ anh ấy vẫn đang nằm trên giường lướt top top hay sao? Hai người nghi hoặc đi tới trước túi ngủ, thấy rằng côn đang nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn. Chẳng lẽ căn bệnh của anh ấy tái phát chăng? Greg không nghĩ nhiều, lập tức đỡ côn đưa đến bệnh viện gần nhất, nhưng anh quên rằng mình đang ở nơi hoang vu không đường xá. Côn bình thường vẫn có thể chịu được, nhưng lúc này anh không chỉ mất nước trầm trọng mà còn sốt cao. Anh ấy cũng không thể chịu đựng được mà nôn ra sau khi đi được mấy bước. Nhìn thấy tình cảnh này, Greg hoàn toàn hoảng sợ. Anh ấy sợ vì trì hoãn việc chữa bệnh nên đạp hết chân ga. Một âm thanh lớn vang lên, một mảnh lốp bay thẳng ra ngoài. Thấy vậy, Greg chửi thầm trong bụng rồi cho xe dừng lại để sửa. Cùng lúc đó, côn cũng khó chịu bước ra khỏi xe. Anh ấy không trụ nổi nên nằm thẳng xuống mặt đất. Greg cũng không có ý định đỡ anh ấy lên. Tất cả những gì Greg cần làm bây giờ là sửa xe rồi sau đó đưa côn vào bệnh viện chữa trị. Cũng không biết mất bao lâu lốp mới cuối cùng đã được thay thế. Greg đưa côn lên xe xong phi một mạch đến bệnh viện mà không dừng lại. Sau khi bác sĩ chẩn đoán, côn mắc một căn bệnh truyền nhiễm chủ yếu lây qua loài muỗi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có lẽ sẽ không thể di chuyển trong vài tuần. Khi nghĩ về chi phí hàng ngày, Greg đang cảm thấy rất áp lực. Bây giờ anh ấy phải quay lại với người anh em của mình và tìm những viên đá quý. Dù không vì bản thân cũng phải nghĩ đến gia đình. Mục tiêu của họ trong mùa này là 120.000 đô la Mỹ. Liệu họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ này hay không? Xem hết video này bạn sẽ có đáp án thôi. Trở lại khu mỏ, lúc này Aaron cùng Greg tràn đầy hưng phấn khi nhìn thấy những đường trắng dài trên bức tường đá. Mặc dù họ không biết nó được hình thành như thế nào, nhưng họ đã đào được đá Oban tại khu mỏ này ở mùa trước đó. Cả hai hào hứng cầm cuốc đến mỏ. Tiếp theo họ sẽ sử dụng cách đơn giản và hữu ích nhất để tìm đá quý. Chỉ cần gõ từng viên đá trước mặt và một chút may mắn. Nhưng ai cũng có lúc hết kiên nhẫn. Nửa ngày đã trôi qua mà cả hai vẫn không tìm thấy viên nào. Máu nhiệt huyết từ đầu đã nguội. Lúc này, kinh nghiệm đào bới nhiều năm cho họ biết đây không phải xui xẻo, chỉ là đào chưa đến nơi đến chốn thôi. Sau đó Greg quay lại điều khiển máy xúc tiếp tục đào xuống. Aaron bên kia cũng bận rộn bắt đầu kiểm tra đống đổ nát đã được dọn dẹp sang một bên. Nhưng chưa đợi Aaron kiểm tra xong thì Greg truyền đến một tin xấu. Vì đất quá cứng nên máy xúc đã bị gãy một chiếc răng. Mệt mỏi như này cả ngày không chỉ không có thu nhập nào cả mà còn gặp xui xẻo. Aaron bắt đầu tìm kiếm chiếc răng máy đào khắp nơi. Vì Greg không biết khi nào máy bị hỏng nên độ khó tìm kiếm đã nhân lên gấp đôi. Nhưng dù sao thứ này bao giờ cũng dễ kiếm hơn Oban. Không mất nhiều thời gian để cặp đôi tìm được chiếc răng gãy đó. Nhưng để sửa chữa nó cũng có nghĩa là tạm ngừng công việc. Bây giờ trừ tiền ra, thứ thiếu nhất là thời gian mà mặt trời lại sắp lặn. Sau đó hai anh em quyết định quay trở lại thị trấn để xem tình hình của côn. Lúc này tình trạng của anh ấy đã được cải thiện một chút nhưng vẫn khá yếu ớt khi chào hỏi. Greg đã cho anh ấy một ít tiền. Mặc dù tiền để khai thác đang cạn kiệt nhưng anh ấy cũng không thể đối xử tệ với người anh em của mình được. Sáng hôm sau, cặp đôi Aaron đã làm việc cùng nhau để hàn lại răng của máy đào. Sau đó công việc tìm kho báu đã bắt đầu không ngừng nghỉ. Cứ nghĩ hôm nay cũng như hôm qua nhưng ai ngờ châu báu lại lặng lẽ hiện ra trước mắt. Chất lượng trung bình nhưng số lượng cao. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt ủ rũ nhiều ngày của anh em Aaron. Họ thu dọn hiện trường đơn giản sau đó về trại với hòn đá gồ ghề. Bây giờ vốn lưu động của họ hoàn toàn phụ thuộc vào đống đá này. Nó phải được bán với giá cao để có thể có kinh phí tiếp tục tìm kho báu. Rất nhanh người thu mua Philip đã đến đây. Sau khi Aaron chào đón anh ấy một cách nồng nhiệt thì họ vào thẳng vấn đề chính luôn. Philip nhìn thoáng qua xung quanh rồi đột ngột cau mày, nói rằng hai miếng sắt Oban trong tay chỉ đáng giá một chút còn Oban trắng thì vô giá trị. Hơn nữa số gam của hai viên Oban sắt này cũng rất nhỏ. Sau đó anh ấy hỏi Aaron rằng hai người họ muốn bán bao nhiêu. Dù đã biết đống đá này chẳng đáng tiền nhưng Aaron mong muốn bán với giá 3.000 đô. Nhưng giây sau Philip nói chúng chỉ đáng giá 2.000. Sau đó anh em Aaron nhìn nhau rồi họ đồng ý. Mức giá này không cao nhưng dù sao đây mới chỉ là bắt đầu. Miễn là kế hoạch đào kho báu diễn ra suôn sẻ thì buồn một chút cũng không thành vấn đề gì. Hãy nhìn vào đống đá trước mặt này, nó có thể giấu đá quý Oban vô giá đó. Thợ săn kho báu Aaron tình cờ gõ vào và điều bất ngờ đã xuất hiện ngay lập tức. Nhưng điều kỳ lạ là nhìn vào những viên đá quý tuyệt đẹp trước mặt, anh em Aaron và Greg không tiếp tục truy tìm kho báu nữa mà cầm về ngay. Sau đó anh lái xe ra khỏi khu vực khai thác với đôi mắt kiên định. Lẽ nào còn có điều gì quan trọng hơn kiếm tiền sao? Hóa ra họ vừa nhận được tin có một đồng nghiệp từ khu vực khai thác gần đó đã gặp sự cố. Hai anh em họ bỏ hết công việc đang làm mà chuẩn bị đến giúp đỡ.
Bởi vì điều mà nhóm Aaron coi trọng nhất là tình cảm. Trong thực tế ở vùng hoang dã giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Rốt cuộc thì ở đây cũng cách thị trấn gần nhất 120 km, thực sự rất cần nhờ đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Mặc dù hai anh em nhà Aaron ở rất gần nhưng cũng phải mất 30 phút để đi đến đó. Người khai thác đã yêu cầu giúp đỡ là Charlie. Chiếc xe tải quái vật của anh ấy không thể di chuyển vì bị hỏng lốp. Vì vậy đã nhờ nhóm của Aaron đến giúp đỡ một tay để thay lốp mới. Họ không chỉ lắp lốp xe mà còn kéo xe nâng lên. Nhưng thật không may là vừa đi được một nửa thì xe tải của họ lại bị đột ngột tắt máy. Hai người liền xuống xe kiểm tra mới phát hiện ra rằng nhiên liệu trong bình đã bị người khác lấy trộm. Aaron đoán rằng nó đã bị đánh cắp vào lần cuối cùng anh ấy quay lại thị trấn để mua đồ tiếp tế. Nhưng tên trộm vẫn còn lương tâm khi ít nhất còn để lại một chút để cả hai lái xe trở lại khu vực khai thác. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể lái xe bán tải quay về căn cứ lấy ra thùng nhiên liệu còn lại. Mặc dù vài ngày trước họ đã kiếm được $2,000 bằng cách bán đá oban, nhưng chi phí họ bỏ ra mấy ngày nay cũng không còn lại nhiều. Đúng là vận xui chỉ tìm đến người nghèo. Sau 2 giờ chiếc xe tải cuối cùng cũng khởi động trở lại. Hai người nhanh chóng đến chỗ thợ mỏ Saling. Tranh thủ thời gian, họ bắt tay nhau thay chiếc lốp xe khổng lồ bị hỏng này. Tuy không dễ dàng gì nhưng may mắn thay Aaron và những người khác đã đến giúp đỡ. Nếu không thì Saling không thể giải quyết một mình được. Sau khi lốp đã được thay thế xong, Aaron liền tạm biệt rời đi. Họ muốn nhanh chóng trở lại khu vực khai thác để đào kho báu trước khi trời còn chưa tối. Họ xông thẳng vào nơi tìm được đá oban lúc sáng. Cuối cùng nữ thần may mắn đã mỉm cười với nhóm tìm kho báu tốt bụng này. Đó là một viên ngọc hàng đầu mà nhóm Aaron đang tìm kiếm. Mặc dù đá oban trắng tương đối rẻ nhưng đó là món quà tốt nhất dành cho những người thợ mỏ chăm chỉ. Lúc này, vẫn còn một số oban bị mắc kẹt trong bức tường đá. Nếu muốn bán với giá tốt họ phải cẩn thận đào được chúng ra. Nhiệm vụ khó khăn này chỉ có thể được thực hiện bởi Greg. Với kinh nghiệm lái xe dày dặn trong tay anh đã lấy được toàn bộ viên đá ra một cách nguyên vẹn kịp lúc mặt trời xuống núi. Cả hai cầm đá hào hứng về trại. Việc tiếp theo cần làm vô cùng quan trọng. Họ sẽ cắt viên đá ra để xem kích thước của oban. Điều này khá tương tự như cắt ngọc nhưng rủi ro lớn hơn một chút. Rốt cuộc thì ngọc bích có thể được đánh giá bằng cách nhìn vào hướng, trong khi đá oban chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Vì vậy sau vài nhát cưa viên đá oban to vừa rồi giờ đã biến thành những mảnh nhỏ. Lúc này cả hai không cắt nữa vì không có oban bên trong đá. Họ cũng có thể ước tính giá thông qua những mảnh oban thô này. Vì không gia công nên theo giá bán buôn họ sẽ được giá tối đa là $8,000. So với mục tiêu đặt ra họ đã tiến gần thêm một bước. Lúc này anh em Aaron cũng rất vui vì thu được một khoản khá hời. Trực giác nói với họ rằng những bất ngờ lớn hơn vẫn còn phía sau. Với tôn chỉ làm việc tốt không mong đền đáp, thợ mỏ Aaron và Greg mặc dù tiền nong eo hẹp vẫn sẽ chọn từ bỏ việc đào kho báu để đi giúp đỡ những người khai thác đang gặp khó khăn ở xung quanh. Mỗi khi giúp đỡ người khác về thì họ lại tìm được viên đá oban có giá trị. Tôi nghĩ đây là phần thưởng tốt nhất mà nữ thần may mắn dành cho họ. Nhưng ai mà ngờ được còn nhiều bất ngờ hơn nữa đang chờ đợi cả hai. Sáng hôm sau Greg bắt đầu làm việc với máy xúc. Anh ấy rất có lòng tin vào hôm nay. Lúc này Aaron cũng không hề rảnh tay mà cầm cuốc cậy từng viên đá máy xúc đã ủi lên, tránh bỏ sót bất cứ viên oban nào. Nhưng đá quý nào dễ xuất hiện như thế? Tìm đến gần trưa hai người đành bó tay. Bởi vì tất cả thợ săn đá quý đều biết không thể khai thác đá quý oban vào buổi trưa, rồi sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy thôi. Lúc hai anh em Aaron đang nghỉ ngơi thì vị cứu tinh của họ đã tới. Thợ mỏ già Jeremy là thợ săn đá quý đầu tiên ở đây. Nếu có ai đó nắm rõ việc săn đá quý hơn ông ấy thì người đó chắc đã mồ xanh cỏ rồi. Sau khi mời Jeremy ngồi xuống, Aaron nóng lòng muốn hỏi người kia cách tìm oban. Ông ấy im lặng một lúc, nhớ lại thời còn đi tìm kho báu với bố của Aaron. Chính họ là những người tiên phong đi tìm đá quý ở đây. Sau khi lắng nghe những câu chuyện của thợ mỏ thế hệ đầu, Aaron và Greg được truyền lửa lập tức quay trở lại khu vực khai thác. Là một người thợ mỏ ai mà không muốn viết lên huyền thoại cho riêng mình. Điều khiến cả hai thích thú là sau nửa giờ đào viên oban đầu tiên đã xuất hiện. Phải cố lắm mới có thể bình tĩnh lại. Sau đó hai người lại tiếp tục bền bỉ đào kho báu. Hết hòn đá này đến hòn đá kia được mở ra. Kỳ vọng của hai anh em cũng dần lên đến đỉnh điểm. Giây phút tiếp theo họ bùng nổ rồi. Hai anh em đã làm việc quá lâu dưới áp lực về tiền bạc cuối cùng cũng đã thành công rồi. Họ gần như không sống cho chính mình mà còn cả một gia đình phía sau. Lúc này Aaron đang hưng phấn không nói nên lời. Anh ấy tin rằng nếu người cha quá cố của anh nhìn thấy cảnh này chắc chắn ông sẽ rất tự hào. Cả hai trở về trại với viên oban thô. Sau đó họ cắt đá để xem xét hình dạng viên oban bên trong và ước lượng giá trị. Khoảnh khắc lưỡi cắt quay Greg vẫn luôn bình tĩnh lại thấy hơi lo lắng. Có lẽ nhát cắt tiếp theo sẽ thay đổi số phận của cả hai. Khi nhìn vào mặt cắt ngang hai anh em đều bật cười. Đây chính là phát hiện lớn nhất trong sự nghiệp khai thác nhiều năm của họ. Trùng hợp lúc này có chiếc xe địa hình đang tăng tốc lao tới. Nhà chế tạo đá quý Barry đang ra sức đạp ga. Dù cô ấy không phải người chế tạo giỏi nhất trong vùng nhưng chắc chắn là người liên quan nhất. Hóa ra cô ấy là em gái của Greg. Khi nhìn thấy đống đá quý ở trước mắt, cô ấy cũng hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy viên oban có chất lượng cao như vậy sau nhiều năm làm việc trong ngành. Nếu không phải em gái của Greg thì viên đá này sẽ chẳng bao giờ tới được bên cô ấy. Sau đó cô ước tính giá của nó rơi vào khoảng $80,000. Đây mới chỉ là giá thô chưa được gia công. Không ngờ hai anh em chỉ mất một ngày để tiến gần đến được mục tiêu $120,000 cho cả đợt. Ai mà không vui được chứ? Được rồi, video săn tìm kho báu của anh em nhà Aaron tốt bụng tạm dừng ở đây thôi.
để biết họ có thể thực hiện được ước mơ xây một nhà máy bia và một vựa ve chai. Để trả lời câu hỏi ở đầu video hay không thì các bạn hãy cùng đón xem ở video sau nhé. Nếu thấy video hay thì cho mình một like và một lượt theo dõi kênh nha. T91 Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mãi yêu!